Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đội Ngũ Happy Car. Hiện tại trong tháng 4 này, rất nhiều các sản phẩm của Toyota đang được khuyến mãi, và đặc biệt hơn nữa đó chính là cụ thể chiếc xe Toyota Vios phiên bản số tự động. Có rất nhiều khách hàng đang phân vân xem lựa chọn phiên bản số tự động là phiên bản E hay phiên bản G. Thì ngày hôm nay thì Quyết sẽ phân biệt cho mọi người và cũng như giá bán ở thời điểm hiện tại. Với giá bán mức hiện tại của phiên bản E đang là giảm khuyến mãi là 520 triệu, khuyến mãi chỉ còn là 510 triệu, nghĩa là khuyến mãi 10 triệu và một bộ phụ kiện trị giá 10 triệu đồng. Với 510 triệu, còn phiên bản G là 570 triệu và khuyến mãi là 25 triệu, cụ thể là còn 545 triệu. Với chênh lệch giá bán là chỉ có 35 triệu mà thôi. 35 triệu chúng ta sẽ đánh đổi những gì? Và cả bộ phụ kiện hiện tại thì đang được khuyến mãi. Nếu mọi người đang quan tâm thì đừng quên rằng gọi điện vào hotline 0394-046-064 của Đội Ngũ Happy Car. Và trước khi clip bắt đầu thì nhớ rằng hãy ấn nút đăng ký kênh của Đội Ngũ và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem hai chiếc xe với 35 triệu chúng ta có sự khác biệt gì. Với 35 triệu thì Vios phiên bản G chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có bộ đèn bi. Còn tuy nhiên còn bản E thì chúng ta chỉ có đèn khúc xạ đa hướng mà thôi. Tất nhiên nguồn sáng vẫn là halogen. Cái thứ hai là bộ đèn LED ạ. Với 35 triệu chúng ta thứ hai chúng ta sẽ có bộ đèn LED ban ngày. Còn đối với phiên bản Vios E chúng ta sẽ không có. Điều thứ ba là cảm biến góc trước và cảm biến góc sau sẽ có. Còn phiên bản E chúng ta sẽ không có được trang bị ở trên phiên bản E. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng sang phía bên hông. Phía bên hông chúng ta sẽ có sự khác biệt gì? Điều thứ tư đó chính là với 35 triệu chúng ta có thêm chìa khóa thông minh start-stop và cảm biến. Để chúng ta mở cửa ra vào chúng ta chỉ cần bằng nút ấn thôi là chúng ta có thể mở được. Quyết sẽ lấy chìa khóa cho mọi người xem. Với 35 triệu đó là bốn cái chi tiết ở phía bên ngoài xe mà mọi người có thể thấy được rất rõ. Còn tất nhiên là ở bên ngoài thì nó không có sự khác biệt nhau nhiều ở trong bốn cái đó. Rồi, 35 triệu chúng ta có lựa chọn hay không? Còn bây giờ thì ở bên trong chúng ta có sự khác biệt gì? Bản Vios G khác với phiên bản E là chúng ta có màn hình đa thông tin. Màn hình đa thông tin ở đây. Màn hình đa thông tin Vios G là 4,2 inch với màn hình rất là rõ nét. Đúng không ạ? Còn phiên bản E mọi người thấy sẽ là chỉ là màn hình đơn sắc thôi. Màn hình nhỏ nên là sẽ hơi khó nhìn một chút. Và tất nhiên là vẫn hiển thị được, nhưng mà cái này thì nó là màn hình màu, nó sẽ rõ ràng hơn. Cái thứ hai ở trong xe đó chính là chúng ta sẽ có các nút bấm ở trên vô lăng và nút sẽ điều khiển một cách dễ dàng. Và chúng ta sẽ có điều khiển Cruise Control. Cruise Control thì chỉ có duy nhất ở trên phiên bản G chúng ta có thôi. Cruise Control là gì? Là giúp chúng ta kiểm soát cái hành trình chúng ta đang đi. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn set up là 80 km/h đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần cài đặt và chúng ta sẽ được rảnh chân. Thay vì đó là chúng ta phải cứ đạp ga rất là mỏi chân nếu khi chúng ta đi trên đường trường đúng không ạ? Trong xe thì chúng ta thấy được rằng là đây ạ, đó chính là cụm đồng điều hòa tự động trên phiên bản G. Còn phiên bản E chúng ta chỉ là các núm xoay thôi bằng cơ. Thì ở đây bản G nhìn nó đẹp mắt hơn. Thứ tư đó chính là chúng ta sẽ có các cái viền mạ Chrome này ở trên các cái núm điều hòa, còn phiên bản E thì chúng ta không có. Đấy là cái bốn sự thay đổi rất là rõ nét ở trên phiên bản ở trong xe, trong phiên bản G và phiên bản E. Về cơ bản thì hai phiên bản này nó khác nhau ở những điều như vậy. Với những sự thay đổi như vậy thì mọi người có đánh đổi không? Với các chi tiết ở phía bên ngoài xe, Quyết có thể nói lại cho mọi người đó chính là độ đèn projector, cảm biến, chìa khóa thông minh Smart Key, cụ đèn LED. Còn ở bên trong xe thì là các nút bấm, màn hình hiển thị đa thông tin, điều hòa tự động. Vậy thì những sự đánh đổi đó với 35 triệu thì mọi người sẽ tiết kiệm để chúng ta vẫn sử dụng phiên bản E. Với những người mà chúng ta đang đi vừa mức cơ bản chúng ta cảm thấy là đủ, hay chúng ta sẽ đánh đổi để có thêm 35 triệu nữa chúng ta sẽ hưởng cái giá trị của phiên bản G. Và tất nhiên là ở thời điểm này thôi, chúng ta mới được phiên bản G mới có khuyến mãi và giá bán tốt như vậy. Vậy thì nếu mọi người đang quan tâm đến cả hai phiên bản này thì mọi người hãy gọi điện vào hotline, Quyết sẽ đường link 0394-046-064. Và nếu mọi người thích video này đừng quên rằng ấn nút like và nút share. Và đặc biệt hơn nữa là hãy đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký kênh của Đội Ngũ Happy Car. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại điều nhiều bổ ích cho các bạn. Còn xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.